yêu một người không sai. Cái sai là đã trao cho ai đó quá nhiều tình cảm, để cho họ nghĩ rằng dù có đối xử với mình như thế nào thì mình cũng sẽ không đủ can đảm để rời bỏ họ. Khi một người đổi thay, lỗi không phải hoàn toàn do họ. Chẳng phải mình đã quá nuông chiều, quá tin tưởng, quá tự tin và quá yếu mềm, nên họ mới không trân trọng tình cảm của mình.